mì trộn phô mai cây. Mấy cái ăn mì trộn phô mai đường. Rồi cái bánh đa cầm. Rồi cái đang chung trong biển nè, với bánh phồng tôm nè nha. Rồi xúc xích đi nha, trứng nha, nấm nha. Rồi bây giờ mình làm. Và kéo sữa gì con? Sữa cam. Kéo sữa sô cô la. Mẹ sữa cam. Rồi mình nấu mì nha. Wow. Cây này là công cây. Nhìn ngon quá. Xong nha các bạn. Wow. Cây mì không cây. Còn em kia uống sữa gì hả? Sữa ăn rong biển. Wow. Ừ. Rồi các bạn ơi, mời các bạn ăn mì nha. Rồi mì này cay. Mì này cay quá cay luôn. Mì chọn phô mai cay. Mì này chọn phô mai không cay hả? Phô mai nó cay không? Các bạn ơi, lúc đầu là mình lấy để uống sữa cam, khi kia nó dành hộp sữa cam của mình, giờ mình uống hộp sữa sô cô la luôn nè các bạn. Kia uống hai hộp sữa cam luôn á. À các bạn ơi, khi các bạn mua sữa Nuvi này là có cái thẻ, là các bạn lấy cái thẻ các bạn đổi quà nha. Đổi quà lấy quà, có quà tặng cho em bé chơi nha. Mời các bạn ăn mì nha. Uống miếng nước đã. Cái ăn với lại nước trà nè. Các bạn ăn với lại đông biển. Với lại phòng tôm. Các bạn nhìn coi kem với kia nó ăn, trời kem nó dành của em nè hả, dành của em xong chấm tương cà, gà nó ăn luôn, thích ăn tương cà lắm. Dành ăn của em luôn, em nó hỏi chuyện hai chị em nói chuyện với nhau rồi hả. Ngon con, ngon kem, ngon kem. Các bạn nhìn kem nó cuộn mì vô trong rong biển nó ăn rồi đó, nó ăn trời, nó thích ăn vậy lắm, nó thích ăn giống kiểu Hàn Quốc á. Các bạn mua thử mì phô mai đi ăn nha, mì trộn phô mai này ngon lắm, ăn nó thơm mà béo lắm nha. Ngon các bạn ơi. Yummy. Ngon các bạn.